Mệnh nam tên là Trương Lý Thái Châu, địa chỉ TP Hồ Chí Minh, mệnh là Lộ Bàn Thổ, ngày sinh dương lịch là 4 tháng 9 năm 1991, lúc giờ 9, ngày sinh âm lịch là 26 tháng 7 năm 1991, lúc giờ Tỵ sinh vào năm Tân Mùi có ngũ hành là Lộ Bàn Thổ tháng bính thân có ngũ hành là sơn hạ hỏa ngày đinh sửu có ngũ hành là giang hà thủy giờ ất tỵ có ngũ hành là phúc đăng hỏa với năm tháng ngày giờ trên sẽ hình thành nên tỷ lệ ngũ hành ban đầu mộc 2% là quá ít, hỏa 43,8% là quá nhiều, thổ 16,6% là cân đối, kim 22,2% là cân đối, thủy là 14,9% là ít, tỷ lệ ngũ hành ban đầu cho biết vận trình trong cuộc đời diễn ra như thế nào. Ngoài ra còn cho biết tính cách sẽ hình thành ban đầu. Tỷ lệ ngũ hành ban đầu giúp suy ra tỷ lệ ngũ hành hiện tại được tích lũy qua từng năm nguyên nhân tỷ lệ ngũ hành mỗi năm biến động là do hai yếu tố một là do vấn đề thời gian hai là do môi trường tính cách thông qua tỷ lệ ngũ hành ban đầu của mệnh lộ bàn thổ có nhiều ngũ hành hỏa là hỏa chủ về lễ tính nóng nhưng tình cảm lễ độ người hỏa thịnh thì đầu nhỏ chân dài vóc người trên nhọn dưới nở mày rậm tai nhỏ tinh thần hoạt bát cung kính lễ độ với mọi người tính nóng gấp người hỏa suy thì dáng người góc nhọn gầy vàng, nói năng ê à, dối trá. cay độc làm việc có đầu, không có đuôi. Mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, họ và tên chi phối 10% số mệnh. Họ tên và địa lý làm cho những người có cùng thời điểm sinh ra có số mệnh khác nhau theo thời gian, họ đại diện cho tổ tiên họ mà tốt thì được tổ tiên giúp đỡ. Họ xấu thì không được giúp đỡ hoặc rời xa quê hương, họ mà trung bình thì được nhờ tổ tiên và tổ tiên cũng được nhờ mình. Họ Trương đối với mệnh này là trung bình, ngoài ra họ Trương có ý nghĩa to lớn, phô Trương có vẻ bề ngoài, phô diễn bản thân để thu hút người khác nhằm đạt mục đích không chân thành ngũ hành thuộc kim sinh ra thủy, được thổ tương sinh nhưng kỵ với mộc và khác với hỏa. Tên lót đại diện cho anh em bạn bè tên lót mà tốt thì được nhờ anh em bạn ngược lại thì bị anh em bạn bè tranh đoạt và lợi dụng. Tên lý đối với mệnh này là tốt ngoài ra tên lý ý nghĩa là tên một loài hoa bình dị, mộc mạc, đậm nét chân phương nhưng vẫn mang hương, mang sắc vóc độc đáo riêng khiến người đời yêu mến lý trong tiếng hán việt còn có nghĩa là lẽ phải chỉ hành vi sự việc đúng đắn tên lý còn để chỉ người có tâm tính ngay thẳng phẩm hạnh tốt đẹp ngũ hành thuộc mộc sinh Ra hòa được thủy tương sinh nhưng kỵ với kim và khắc với thổ tên đại diện cho bản thân và thành tựu tên cũng như khát vọng của cha mẹ tên mà tốt thì có được thành tựu Tên xấu thì vất vả gian nan, nên chọn các tên phù hợp để có số mệnh tốt hơn tên thái đối với mệnh này là xấu nhiều ngoài ra tên thái ý nghĩa là hanh thông, thuận lợi, chỉ sự yên vui, bình yên. Thư thái, đặt con tên thái là mong con có cuộc sống bình yên vui vẻ, tâm hồn lạc quan, vui tươi, hồn nhiên. Ngũ hành thuộc hỏa sinh ra thổ. Được mộc tương sinh nhưng kỵ với thủy và khác với kim tên châu đối với mệnh này là trung bình ngoài ra tên châu ý nghĩa là ngọc trai. Hay còn gọi là chân châu với vẻ đẹp tinh khiết và rực sáng của mình, ngọc trai muôn đời vẫn được ngợi ca như một bảo vật tuyệt đẹp mà đại dương bao la đã ban tặng cho con người. Ngũ hành thuộc kim sinh ra thủy, được thổ tương sinh nhưng kỵ với mộc và khác với hỏa tên gợi ý nên chọn các tên có nhiều ngũ hành mộc hay có nhiều ngũ hành thủy vào trang website. Tên hay bế cưng com có danh sách các tên theo ngũ hành địa lý chi phối 30% số mệnh bởi vì địa lý tạo ra mỗi trường sung và chi phối văn hóa, lối sống, hành vi. Địa lý đóng vai trò lớn nhất trong việc chi phối số mệnh. Địa lý mà tốt và khá thì thành công ở nơi sinh ra địa lý mà xấu thì khó có được thành tựu, cần phải di chuyển đến nơi phù hợp, nơi bạn sinh ra là tỉnh TP Hồ Chí Minh. Có ít ngũ hành thổ có nhiều ngũ hành hỏa đối với mệnh này là xấu, nhiều mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 11 có thủy thịnh, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 có hỏa thịnh. Khí hậu dung hòa không có đồi núi. Địa hình thành phố trải dài theo trục đông tây nơi này phù hợp với người cần hỏa và mộc